nghệ sĩ nhân dân Lê Khanh được con gái màn ảnh Thảo Tâm hộ tống đến buổi ra mắt Phan Thi. Tối ngày 26 tháng 7 đã diễn ra buổi ra mắt phim điện ảnh Phan Thi, quy tụ nhiều ngôi sao hàng đầu showbiz Việt. Phan Thi thu hút sự chú ý của đông đảo nghệ sĩ khi đây là bộ phim đầu tay của đạo diễn thế hệ mới Andy Nguyễn, cũng là tác phẩm đầu tiên mà hot girl IELTS Thảo Tâm đảm nhận vai trò nữ chính. Sự kiện premiere phim điện ảnh Phan Thi đã diễn ra vào tối ngày 26 tháng 7 trong không khí rộn ràng, nhộn nhịp. Đã khá lâu, thị trường nội địa mới có một phim Việt ra rạp phục vụ khán giả. Vì vậy, đông đảo nghệ sĩ trong làng điện ảnh cũng như nhiều ngôi sao hàng đầu showbiz Việt đã đến chung vui cùng đoàn phim Phan Thi. Tiêu biểu có thể kể đến các nghệ sĩ Thu Trang, Kiều Minh Tuấn, vợ chồng Victor Vũ, Đinh Ngọc Diệp, Hồng Ánh, Từ Vĩ Văn, Diễm My, 9X, Ngọc Thanh Tâm, Trần Phong, Naomi, Ali Hoàng Dương, Sarah Lưu, Robert Nguyễn, Dì A Nguyễn, Phương Nam Sài Gòn Tếu, các đạo diễn Đức Thịnh, Aaron Toronto, vợ chồng rapper Zuboy. Hai nhân vật trung tâm của bộ phim, Thảo Tâm và Hồ Thu Anh thu hút mọi ánh nhìn khi sải bước trên thảm tím Phan Thi. Hai nàng thơ của đạo diễn Andy Nguyễn gây bất ngờ cho người hâm mộ khi có màn hoán đổi style thú vị. Thảo Tâm khoe nhan sắc ngọt ngào nhưng không kém phần cá tính với crop top trễ vai hồng phối với chân váy dài cùng màu. Nữ diễn viên Gen Z tinh tế phối trang phục cùng trang sức kim loại đơn giản, hiện đại nhưng vẫn tôn được khuôn diện sáng và sắc sảo của Thảo Tâm. Trong khi đó, khác với vẻ cá tính thường thấy của một fashionista, Hồ Thu Anh xuất hiện đầy dịu dàng với đầm trắng xuôi hở vai. Cô cũng lựa chọn phong cách make up tự nhiên, trong trẻo. Đến với sự kiện lần này, nghệ sĩ nhân dân Lê Khanh được con gái màn ảnh hộ tống không rời trên thảm đỏ. Chị vẫn ghi điểm với phong cách thanh lịch, quý phái thường thấy. Sau khi đóng Phan Thi, nghệ sĩ nhân dân Lê Khanh và Thảo Tâm thân thiết như mẹ con ruột. Hai diễn viên thường xuyên trao đổi tin nhắn, đi ăn cùng nhau. Nghệ sĩ nhân dân Lê Khanh đánh giá Thảo Tâm là một nhân tố sáng giá của làng điện ảnh Việt, rất nhạy bén và khôn ngoan trong công việc diễn xuất. Nữ nghệ sĩ còn thổ lộ chị cảm nhận được năng lượng mẹ con ngay từ ngày đầu tiên gặp Thảo Tâm trên phim trường. Người xúc động nhất buổi premiere có lẽ là đạo diễn Andy Nguyễn khi anh đã chính thức được giới thiệu đến công chúng bộ phim điện ảnh đầu tay của mình sau nhiều trắc trở. Andy Nguyễn là người nhà đối với nhiều đạo diễn kỳ cựu của làng điện ảnh Việt, là cháu ruột của đạo diễn Nguyễn Vinh Sơn. Song, trong gần 8 năm qua, Andy Nguyễn đã hoạt động tích cực trong làng điện ảnh Việt ở vai trò người dựng phim cứng nghề, từng tham gia dựng Người Bất Tử cho Victor Vũ, Em Là Bà Nội của Anh cho Phan Gia Nhật Linh. Các đạo diễn lớn như Sắc Linh Nguyễn, Nguyễn Quang Dũng cũng rất háo hức được xem Phan Thi và đặt nhiều kỳ vọng vào đạo diễn thế hệ mới Andy Nguyễn. Vì chân quý tư duy làm phim và sự quyết liệt của Andy Nguyễn, đạo diễn Phan Gia Nhật Linh đã đứng ra làm nhà sản xuất cho Phan Thi. Là người theo sát chặng đường của ekip, Phan Gia Nhật Linh cho biết anh cảm thấy vui mừng vì Phan Thi đã nhận được sự tin tưởng của các nhà đầu tư và cuối cùng cũng sắp ra rạp sau nhiều trắc trở. Thật ra tôi không làm gì nhiều cho Phan Thi. Bộ phim này là của đạo diễn Andy Nguyễn, người đã ấp ủ ý tưởng, viết kịch bản trong nhiều năm trời và tiếp tục kiên trì thực hiện bộ phim trong suốt giai đoạn khó khăn vì đại dịch Covid-19, trải qua nhiều lần hoãn quay, rời lịch vì những cuộc giãn cách, thay đổi ekip và cả dàn cast, nhưng cuối cùng tập thể vẫn hoàn thành bộ phim gần với bộ phim mà Andy mong muốn nhất. Tôi chỉ ở đó để đôi khi làm ông kệ, đôi khi làm người cổ vũ, đạo diễn phim Em Và Chị nói. Sau buổi ra mắt, Phan Thi nhận về nhiều phản ứng tích cực, phim được đánh giá có màu sắc lạ, hiện đại, nhịp điệu từ tốn gieo vào đầu khán giả nhiều sự tò mò nhưng không kém phần kịch tính, lôi cuốn. Đặc biệt, những khán giả đầu tiên của Phan Thi hé lộ đây cũng là một trong những phim Việt có cú twist đỉnh nhất từng xem. Diễn xuất của Thảo Tâm và Hồ Thu Anh được cho là đã lên trình theo thời gian. Vai diễn của nghệ sĩ nhân dân Lê Khanh thì để lại dấu ấn sâu đậm. Nam diễn viên Rocker Nguyễn chia sẻ về Phan Thi, tôi thấy Phan Thi là một bộ phim thriller hiện đại, trẻ trung, được làm rất chỉn chu và văn minh, có lối kể chuyện hấp dẫn. Tôi nghĩ các khán giả trẻ, nhất là thế hệ Gen Z, những người thạo công nghệ sẽ cảm được rất sâu câu chuyện này. Thảo Tâm đã lột tả nhân vật rất hay, em cũng có sự chuyển biến rõ trong màu sắc diễn xuất. Vai người mẹ của cô Lê Khanh cũng quá tuyệt, rất nhiều cung bậc cảm xúc và cách biểu đạt của cô thực sự khiến rocker lạnh gáy một chút. Trong khi đó, đạo diễn Đêm Tối Rực Rỡ, Aaron Toronto nhận xét, Thảo Tâm diễn vai ánh dương rất hay và thể hiện được sự nhiều mặt của cô gái này. Sự phát triển của nhân vật này cũng rất rõ ràng. Phan Thi là một bộ phim kịch tính, đẹp và hấp dẫn. Còn Phương Nam, Sài Gòn Tếu, cho biết, dù có tham gia một vai cameo trong phim nhưng khi xem hết phim mình vẫn sốc vì cái kết. Một trải nghiệm điện ảnh thú vị. Nam cũng đặc biệt thích vai của cô Lê Khanh, đó là một vai cực phức tạp, cực khó và làm mình nổi da gà. Phan Thi xoay quanh câu chuyện của nàng hot girl mạng xã hội Ánh Dương, Thảo Tâm. Mơ ước trở thành diễn viên nổi tiếng,
Ánh Dương có lợi thế khi sở hữu một tài khoản mạng xã hội đẹp như mơ với những hình ảnh lung linh và con số follower khổng lồ. Những tưởng cuộc sống chuẩn bị sang trang khi nhận được vai nữ chính đầu tay, Ánh Dương lại bị quấy nhiễu bởi một sơ tăng cơ quái dị trên mạng xã hội. Hắn theo dõi nhất cử nhất động và thường xuyên gửi cho Ánh Dương những tin nhắn ám muội. Cuộc sống của nàng hot girl rơi vào hỗn độn từ đó. Phan Thi thuộc thể loại thriller, giật gân, tâm lý, được sản xuất bởi đội ngũ đứng sau thành công của tác phẩm Trăm Tỷ Tiệc Trăng Máu Hồng Kông phim Lotte Entertainment, Anh Diệu Studio. Bộ phim đầu tay của đạo diễn Andy Nguyễn có sự tham gia của nghệ sĩ nhân dân Lê Khanh, Nguyễn Lâm Thảo Tâm, Hồ Thu Anh, Võ Điển Gia Huy, nghệ sĩ Hoàng Sơn, Eder Dương Nguyễn, Công Dương, Lê Nhật Hoàng. Tác phẩm chính thức công chiếu trên toàn quốc vào ngày 28 tháng 7 năm 2023.